A server finish. If you get top 40, you enter the next tournament. No, you get points towards entering the next tournament. You don't enter it automatically. They calculate points over like a 4-month period, and then the top point earners join. It's very difficult to make it. Hazard, you ever made the tournament? Yes. Last year I qualified for more than half of the lobby legends. But last year you qualified with top 16. This year you qualify with top 4. It's way harder. Did I win any? No. I didn't win any of them. Probably Leeway 3rd is gonna be better against Naga. I'm afraid to see what this guy is doing. Probably has minions in like the hundreds. Your strategy is working. Keep it up. Oh my god. This guy's board is crazy, dude. I think he doesn't kill me now, but I'll concede. There's no way I can beat him. Board's too big. Went crazy on the deep blues. Oh. Recovering after the first bad game. Let's go, let's go, let's go. In retrospect, I wonder if we could have greedy duo for another proc. We could have, but we wouldn't have 500 demons to be the last guy. So maybe we would even risk not getting second. I think I played fine this game. Nothing I would change, to be honest. Is it harder to play scam comp on this patch? No. Scam comp was really good in Lobby Legends. Mostly probably because a lot of people go for stats. Scam comp seems like the normal answer to them. Tess is interesting. But I think Reno is better. It's a good lobby for 5 drops. Should make Reno pretty good. The question is, do we stay on 1 to maximize chances of a triple? Or do I just play basic curve and if I get a triple, I get a triple?
Woohoo! Woohoo! Ơi em người yêu còn ăn thôi độc thân cho mama em gần. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Ôi em má đỏ bùi hồng cho ăn mượn đất ăn sầm cụ khoai lăng trên vai bước ra đông ta đất tưng ta đông ta đông ta đông tưng ta đông ta đông tưng tưng tưng. Chu Thực nhậu đi anh ơi. Ok Chu Thực nha. Nhậu mạnh luôn để bắt rắn chiều nhậu anh em. Bắt con rắn này chiều nhậu nhá. Hello anh em nhá. Làm tạm con màu xanh này chiều nhậu đấy anh em này. Màu chói không anh em? Cháy phết như cái màu cháy phết nhỉ. Đây con. Hello con. Trời, con chào mẹ vợ nha. Đấy mẹ vợ phải chào con vậy. Con sẽ đánh lên top 1 cho mẹ vợ xem luôn. Ở đâu đấy chim mẹ vợ vào chào phát nó phải rực rỡ, nó phải khắc bọt ngay anh em. Đấy, mẹ vợ thấy nào? Trời ơi, nó phải khắc bọt ngay. Mẹ vợ thấy quả xúc sắc không? Quá tuyệt vời luôn, to và dài luôn. Đấy, mẹ vợ Chu bảo Thực, anh Kiên bảo không say không về. Ok anh Kiên nhá, chốt đơn luôn. Không say là không có về, mà có say thì không cũng không có về. Mẹ vợ bảo gửi quà cho con mà con đợi mãi không thấy mẹ vợ. Chết con rồi. Đấy mẹ thấy con vừa to vừa dài chưa? Khét chưa? Quá lét luôn anh em. Hello Trần Vân nhá. Xin chào. Em Tránh Hoàng Thiện nhá. Hello Quốc Phú. Hello my fan. Em Tránh Tuấn Minh Nguyễn nhá. Xin chào anh. Có say cũng không có về. Thì anh. Hello Nguyễn Bảo nhá. Rất chào em dai. Có mẹ nó khắc bọt ngay, đúng rồi mẹ, có mẹ khắc bọt ngay. Em Dần Kiên nhá, xin chào anh em nhá. Rồi từ từ để em luồn đây nha anh em nhá. 1, 2, 3 thổi tắt lén luôn, nhìn gì nữa anh em. Luồn vào đây, luồn vào. Phạm Thiên, hello em và mọi người buổi live vui vẻ. Em Dần Kiên nhá, luồn vào. Đó. Chui rúc các kiểu nha anh em. Chui giúp các kiểu. À đây. Wow. Ngon đấy, ngon đấy. Đấm nhau luôn, bạn tin đấm nhau luôn không? Ai chà, nó định khịa mình luôn. Ok nhất bạn. Dương Minh Hoàng, chào Cọt nha. Em xin chào Dương Minh Hoàng nha, rất chào anh Dài nha. Rất chào mọi người nha, Cọt xin chào anh em. Úi sời, nó định đơm Cọt luôn, nó đang lừa. Vào việc luôn, là chơi luôn, nhìn gì nữa. Tối mẹ mới về à? À, ui. Có con này, con cá hát papa này khét lắm. Hay là chạy anh em. Thấy nó mạnh anh hơn lên. Mình tối không lai à anh. Mình nói thật luôn, tối mạng nó yếu anh em ạ. Tối mạng yếu quá không lai được. Con này đánh khét lắm anh ạ. Con nói thật luôn. Rồi. Wow, không góc cái đầu này. Úi giời ơi, tí gãy cổ anh em ạ. Sợ thật đấy, con cá papa này nó đánh. Có lời thật luôn, nó phải ở cái đẳng cấp gọi là hố đen vũ trụ. Hố sâu đại dương. Hello Thành Lê nhá. Hello anh em nhá. Lay chơi ngược giờ quá không chơi chung được ạ. Dạ vâng anh Tài ơi. Em sang tháng em sẽ like đúng giờ luôn, không sai một giờ nào luôn anh Tài nhá. Em hứa anh Tài luôn, thật. Hứa anh Tài rồi. Sang tháng là em like đúng giờ luôn. Tối nay đúng 8:10, còn buổi trưa like đúng 12:00. Ok anh. Nhưng mà phải qua tháng anh ạ. Tháng này em hơi đuối. Ok anh nhá. Ok anh em nhá. Đấy. Vào đây. Em thật em không ngại đối đầu con papa này đâu. Nó đánh khét nhưng mà. Đó, nó định đơm Cọt luôn đấy. Nguyễn Văn Cảnh. Hello Cọt nha. Mẹ ơi, nó đơm chết con kia luôn anh ạ. Dã man thật. Em chào anh Cảnh nhá. Xin chào anh Cảnh nhá. Em chào anh Võ Hồng Vinh nhá. Còn một đẳng cấp vũ trụ luôn anh. Nhưng con này em nói thật luôn, con này nó đánh dã man lắm anh ơi. Nhìn nó biết cái thế di chuyển của nó khét đấy, không đùa đâu. Khuyên hello Cọt nha nha. Em rất chào chị Khuyên nha. À, con này con nói thật luôn, con này nó phải đánh ở tầm chất chơi người rơi. Ôi đoạt dự, người anh em đoạt dự đấy, Cọt đây, xin chào.
Đơm vỡ cho nó đi anh em. Wow, sao anh em biết còn ở đây nhỉ? Mà đến nhỉ? Đó, đơm vỡ cho luôn. Nào, con này nó cũng là một streamer đấy mọi người ạ. Nó lừa nó đơm cỏ này, nhìn này anh em này, nó lừa này. À ha, cũng Nam biết sợ. Hello, chào Nam, chúc bạn xem livestream vui vẻ. Đầu lắm mới được chào Lam nha, xin chào Lam nha Lam ơi. Đầu lắm rồi đấy, Lam. Cái gì đây, top 2 200k, ghim luôn. Ok, cảm ơn Hải Yến nha. Chốt đơn luôn này. Hải con nhà bà Yến này, làm 2 lít này anh em này. Chưa làm 2 lít cho nó ngọt nước này. Chưa làm 2 lít cho ngọt nước, còn bây giờ phi lên đây này. Đó. Quận vào đây, đóng cái chốt vào anh em nhé, đóng cái chốt. Đấy, mình đóng cái tạm cái chốt đây. Quay ngược lại đây, thích là phức con kia luôn. Em chào chị Tuyết Bùi nha. Hello chị. Hôm nay skin đẹp thế còn à. Em hy vọng mọi người thích cái skin này của con. Đấy. Em mà chơi skin này nhá, chỉ có mình em có thôi. Thật, những con rắn bên cạnh không bao giờ có màu này luôn. Hôm nọ có cái con. Úi. Phạm Hòa, hello anh nha. Hello Hòa nha, Hòa ơi. Xin chào Hòa. Còn nói thật luôn, con này, con Papa này nó phải... Wow, nó khét đấy, nó khét, quá khét luôn. Người anh em đoàn dự, đơm cho nó phát đoàn dự. Người anh em đoàn dự hình như là trong phim gì đấy nhỉ anh em nhỉ? Tiếu Ngạo Giang Hồ, đúng rồi, phim Trung Quốc. Đoàn Trương Minh Hiệp, hello anh còn. Hello người anh em Trương Minh Hiệp nhá. Có cái chiêu gì nhỉ? Lăng ba di bộ, mình nhất được chỉ. Người anh em chỉ cho nó phát, chết luôn nhỉ. Hề luôn. Anh có skin y chang à? À thôi vậy thì anh Tài có nha anh em nha, anh Tài cũng có skin y chang thôi. Nhưng không giống, anh trên đầu anh có chữ CG như em không? Trên đầu chữ CG luôn, tên tem luôn, rất chơi người rơi luôn. Hello, em còn nhà em chào anh Hiếu Anh nha, rất chào anh trai, xin chào. Còn xin chào, đây con này con boss này anh em này. Bạn ơi, boss đừng đơm mình, đừng đơm mình. Ok, boss mà biết đơm anh em ạ, khét phết nhỉ. Trương Hải, hello cọt buổi chiều vui vẻ. Thôi xong em rồi, nó chạy ra rồi. Dạ em rất chào anh Trương Hải nhá, mến chào anh trai. Em cọt cũng gửi lời chào chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị đang xem livestream của cọt. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ, một buổi chiều thật là tốt lành. Ủa con này nó cứ dình đường em Hà. Ui. Chưa nhậu à anh, mặt cười tít mắt. Hello, Hà Nguyễn nha, xin chào bạn, em tên Văn Sơn nha. Chưa anh em làm gì có đã kiếm được gọi là thùng bia ở đâu mà nhậu anh em. Con Papa này nó cứ đòi ôm cọt. Hay là bây giờ như này, đánh với một con khét này mình phải chơi chiến thuật. Anh ơi, anh đoàn dự ơi. Em nghĩ anh em mình phải chiến thuật phát đây. Thật. Nếu nó hay thì mình phải chiến thuật phát. Đâu rồi. Wow. Mình kè chết con này. Đó, đúng. Anh ơi, ăn sát nó đi. Em bảo. Ui, em bảo nhỏ anh đoàn dự ơi. Em bảo nhỏ, bây giờ. Tôi nhét mùi, xin chào cọt. Dạ, em chặt chị Tiết Bùi nha, hello chị gái. Đây, anh đoàn dự ơi, lừa nó. Nó ôm em vào rồi. Em đang lừa nó kìa. Mình dập vào mình ngóng ngơ rồi. Con rắn của cọt nó giống cọt nhỉ. Nó ngang ngóng ngơ ấy. Đấy, anh đoàn dự nha. Đó, em lừa nó ôm rồi. Nó ôm chắc luôn. Lô em. Dạ, em tránh trường nha. Đây, nó ôm vào vắt anh ôm luôn. Đó. Đó, anh thấy chưa? Anh thấy em đoán đúng chưa? Ôm vào đi, anh đoàn dự ơi. Ôi, đâu rồi? Ôi, kìa, ôm đi. Ôm đi không chết em kìa, anh đoàn dự ơi. Ôi, kìa, làm gì đây? Ôm đi xuống luôn, tới luôn. Hello cọt. Tới luôn đi. Ôi kéo nhanh lên, mạnh mẽ lên kìa. Ôi sao đi chậm thêm, mạnh mẽ lên. Em bị ôm rồi. Ôi kìa. Mạnh mẽ lên anh. Đúng. Ui giời, nó phát hiện ra rồi. Em bảo rồi, để từ nó phát hiện ra rồi. Ừ, được luôn nha mẹ vợ nha. Đấy, nó phát hiện ra rồi đấy. Anh Đoàn Dự ơi, em bảo rồi, anh phải dùng nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ hay cái gì đấy nhỉ? Tên em Hà, má vợ anh vô kìa. Ô, mọi người đang, ôi trời, anh thấy em đánh quả tư duy tốt không anh Đoàn Dự? Anh ăn đi.
thật em quan trọng gì đâu, mồi với em lúc nào để có ăn đi anh ơi. Đấy anh em mình chia nhá, mỗi người đoạn, hợp lý không em? Có ăn chia anh em mỗi người đoạn ngay. Tên em Hà Hà, anh Trọng Bình nay tên lạ thế cây cây. Mọi người thấy không anh em, qua đấy đánh với những cái con cao thủ là mình phải tranh thủ cho nó làm tí rồi mình bắt đầu vào việc ngay. Đánh hay đến mấy thì nó cũng chết rồi anh em ạ, thật. Con này đánh hay đến mấy gặp qua đấy gặp cọt cũng chết. Rồi xúc xác ngay còn gì nữa anh em. Quá xúc xác anh em ạ. Rồi, I am get go. Ngon luôn anh em nhá, có 1.4 triệu luôn. Top 39 rồi, một top rất đẹp. Wow, con cam này khét đấy. Em mà nãy anh Đoàn Tự quay lại em phẹt con cam này luôn. Tội nó ăn quá nhiều mồi của chúng ta. Gặp nó bập luôn như gì đó anh em nhờ. Lúc thì mình máu máu, gọi là cái máu nó gọi là máu liều nhiều hơn máu lão được anh em ạ. Hứa thế, em chào anh Hanh nha. À, anh chào thế nha, hello em trai. Xin chào. Hôm nay đi học không em trai? Đây đây anh em ạ, con cam nó chạy rồi, con cam. Nhiều con nó ăn xong nó phải chạy chứ anh em nhờ. Nó đứng đấy cho mình ôm thì nó lại ấy quá. Dối lừa quá anh em ạ. Nó phải chạy. Ăn xong rồi chạy. Không giống như kiểu tính ấy luôn. Mẹ vợ không được điêu nhận. Mẹ vợ cọt lúc nào cũng number one mà mọi người. Thật sự luôn. Mẹ vợ mẹ tám của cọt lúc nào cũng number one. Tommy Điệp, chào em yêu. À em chào anh Tommy Điệp nha. Rất chào anh trai. Em rất rất chào anh trai nha. Xin chào. Mẹ vợ của cọt lúc nào cũng vậy. Number one. Ui kìa mồi kìa anh em. Ui con kia nó chết mà không có cách nào qua kìa anh em. Wow. Phi hẳn vào đây liều liều một tí này. Liều lĩnh tí nha anh em. Ui. Ngọc Linh, em chào anh Cọt và mọi người nhé. Hello Cọt, rất chào Linh nha. Xin chào Linh xinh gái nha. Đây đây đây, Cọt quay lại này anh em. Thật, Cọt quay lại. Quay lại cạ cạ và con này nó thích là Phật luôn. Em chuẩn bị đi học ạ. Ok thế nha, like share thật tim cho anh nha. Mọi người đừng quên thả tim cho Cọt nha. Hello, xin chào. Hứa anh em rồi, tháng sau là hôm nay là ngày cuối tháng rồi anh em ạ. Tháng sau nhau người nhá, tháng sau Cọt like đúng giờ rồi các kiểu luôn. Chăm chỉ luôn. Nào Cọt là con ong chăm chỉ anh em. Đấy, Cọt luồn vào đây này. À con Nhật Bản này. Con Nhật Bản này đang top 4. Ui nó to thế nhỉ. Cọt skin ảo mà nó cũng to hơn cả Cọt luôn chắc đấy. Ôi các bạn này nhanh thế. Vũ Vượng, chúc con buổi chiều vui vẻ. Ui, ET mọi người ơi, con chào cô Vũ Vượng nha. Con cảm ơn cô và con chúc cô buổi chiều thật là vui vẻ nha cô ơi. Hai con Thái Lan. Chúng ta đang đối đầu với hai con Thái Lan luôn. Thật tình luôn. Hai con này mạnh đấy anh em ạ, hai con này rất là mạnh luôn. Tia Quang Huy, ui. Lolo. Mình vừa bảo nó mạnh văn nó chết luôn nhưng nào ảo thế nhời. Hello Quang Huy nhá. Đây này anh em ạ. Rồi. Vừa bảo nó mạnh văn. Ui 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 ui. Chết đi con cam chết đi. Ui. Con cam chết luôn anh em ạ. Wow. Để em luồn đây. Ôi giời, con trắng. Hải Yến, em trả kèo trước nhé, em ngủ xíu anh like vui vẻ. À ok, cảm ơn Hải Yến nha, thank you rất nhiều, còn xin cảm ơn. Ôi cái màu cái đẹp thế. Thank you em nhá, cảm ơn em. Thay mặt gia đình cảm ơn em rất nhiều. Ôi từ từ anh em này. Wow. Bật luồn vào cái khe này, mọi người ạ. Con sẽ luồn vào cái khe này sau đó còn có đi kiểu quẹo quẹo vào kia. Rồi chuẩn bị bắt đi anh em. Lao vào đấy bắt sống con trắng ấy luôn rồi. Ui X10 bắt đây. Ôi ơi 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 đừng làm thế dễ ra nhau. Ui cái đấy. Ai da. Ai da bố có mạnh thế nhỉ. Con trắng ấy mạnh đấy mọi người ạ, con nói thật luôn con trắng ấy đánh nhìn nó thấy con rể mẹ đẹp trai nó chết ngay à? À đúng. Bây giờ mẹ vợ Cọt nói cái gì đúng thật anh em ạ. À. Đang ế rồi mà có người nhận mình là con rể phát là nói gì đúng luôn anh em. Vào việc ngay còn gì nữa.
Còn mọi người đang xem livestream, mọi người đừng quên thả like, chia sẻ giúp Cọt nhá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Còn luôn vào cái khe này anh em nhá. Đó. Ui. À. Cọt hiểu vấn đề rồi. Vấn đề là nó đang đi cùng A Nguyễn Bảo này. Nó đang đi cùng mấy con bồ nó luôn anh em ạ. Đây, con bồ nó. Nên là nó không sợ Cọt. Ui. Mạo hiểm thế bạn. À, đánh tín thật đấy. Con màu trắng với con màu xanh nó đánh tín thật luôn mình em ạ. Rất tín, rất uy tín luôn. Ô kìa. Ơ lại còn vợ. Tôi nhìn thấy một anh em CG ở đây mà. Theo anh em là còn có lên quay lại đánh nhau con ET này không? Nếu mình bỏ đi là nó nghĩ là mình sợ nó thật đấy. Nhưng mà mình không bỏ đi là nó cứ ôm biên nó cũng mệt đấy cả nhà. Cứ liều thôi. Chi Trương, hello Cọt nha. Dạ em rất chào anh Chi Trương nha, hello anh trai. Hay. Đừng đùa Nguyễn Bảo nha, đừng đùa Nguyễn Bảo. Nguyễn Bảo mà máu lên là đánh hết đấy. Đó, đúng rồi. Khét đấy, Bảo ơi, phẹt luôn con hồng hồng cam cam tươi tươi bên cạnh Cọt đi. Hôm qua có chết không anh Nguyễn à? Lê Vi Khuê, hôm qua có chết không anh? Không em, anh làm gì chết đâu. Vẫn sống nhe răng này, làm gì chết. Trời, làm sao phải chết. Anh chuẩn bị đánh chết con này luôn này, em này, em nhìn này anh em này. Một lần duy nhất rồi này. Một lần nữa em ơi, hứa lại đi. Sóng gió này, sóng gió hay biển cả gì này. Chơi Đặng hết. Tin. Hello Cọt nhé. Thật luôn, chơi hết luôn anh em. Đây rồi. Wow. Wow, không được rồi. Bảo ơi, ôm nó lại. Bảo ơi. Dạ em chào chị Đặng Kim nha. Cảm ơn chị gái gửi sao em. Chúc chị buổi chiều thật là vui vẻ nha chị Kim ơi. Mẹ vợ nói con gái chào con rể gái đúng rồi. Nó vào việc này. Con rắn này. Cảm ơn Đặng Kim đã tặng 10 sao cho Cọt mua mì tôm nhé. Ngầu không? Người ơi. Hello Cọt nha. Thực sự Cọt đợi người anh em khen câu ngầu lâu lắm rồi đấy. Anh em à. Ôi. Khét đấy. Nó chết luôn anh em ạ. Đó. Cọt không phải sợ. Nếu Cọt không mạnh thì đã có anh em Cọt rất là mạnh rồi. Đấy. Lụm ngay. Dạo này tối không like hả em? Chắc là qua tháng anh ạ. Dạo này tối không like hả em? Dạ qua tháng em sẽ like lại tối anh ạ. Buổi tối đang bị mạng lag. Con chào cô An Nguyễn ạ. Chúc cô An Nguyễn buổi trưa vui vẻ nha cô An Nguyễn ơi. Cô bảo là cô cũng cả con gái cho Cọt anh em ạ. Nhưng mà Cọt thì nói thật luôn là mọi người quý mến Cọt, bảo gái con gái Cọt, Cọt rất cảm ơn. Cọt biết là Cọt ế rồi. Nhưng mà hello anh trai buổi live vui vẻ. Con nói thật đi thì Cọt đã nhận mẹ Tám là mẹ vợ rồi anh em ạ. Cọt thì cũng không phải là người dễ thay lòng đổi dạ đâu anh em ạ. Thế là Cọt xin phép là gọi mẹ Tám thôi nha. Còn các mẹ khác thì để Cọt phải xem mặt con gái như nào rồi Cọt mới dám gọi anh em ạ. Chứ không cứ gọi rồi đến lúc rồi để ui mà thằng này hám thế. Vừa nhìn Bảo, thì em đã giết nó. Ok Bảo nha. Vừa nhìn thấy con gái mẹ Tám như thế rồi xong này để còn cứ đòi thích cái con gái khác. Chết Cọt. Hello Thành Nhã nha, anh rất chào em ra nha. Xin chào. Đấy, nói thế. Mẹ vợ thấy con nói thế có chuẩn sách giáo khoa không? Con là người đàn ông đi tực luôn nên không đùa đâu. Em vào xưởng rồi, mẹ chuẩn bị ra về quê. Ok mẹ nha, chúc mẹ gọi là có một chuyến đi bình an nhá. Rồi từ từ anh em này. Có sẽ phẹt con xanh này luôn. Ai chả nó đông đấy. Ui trời. Sơn Phùng, anh chào em Cọp nhé. Dạ em rất chào anh Sơn Phùng nhá. Hello anh trai cùng họ nhá. Nguyên Thái Lan Bảo ơi. Nguyên Thái Lan. Thề luôn Nguyên Thái Lan luôn. Nguyên Thái Lan anh em ạ. Khủi Nguyên Thái Lan. Ba con Thái Lan, bốn con Thái Lan. Ngoài ông Nguyễn Bảo ra không có ai là Việt Nam cả. Bảo thể hiện đi gây. Bảo mét như anh. Hello quỷ gây nhá, còn đang trên map 2 người anh em ơi. Thấy không, thấy không? Chuẩn bị nó khét này. Nó quận chuẩn bị khét này. Yeah. Nó chuẩn bị quận khét ở đây này. Yeah. Rồi còn đóng chốt bình tĩnh cho anh em nhá. Tám Nguyễn, còn cứ nhận hê đi em nào, xin chết con cho chết. Cho chết luôn nó ạ. Ý là mẹ được nó đấy, mẹ vợ Cọt lúc nào đấy cho mọi người mình mà hiểu cho mẹ vợ, bắt mẹ hiểu vợ hiểu nó luôn. Nhưng mà thôi mẹ, con là người trung tình.
Bình Minh ơi, dậy chưa? Cà phê sáng với cọt được không? Chơi với qua ngày đông. Khánh Linh, hello anh. Anh rất chào Linh nha, xin chào. Ô, mẹ nó đi quay ngược lại, nó ôm luôn anh em này. Ôi chết tôi rồi. Nó có tốc chạy anh em ạ. Bảo vào đơm ghê lắm mà. Nguyễn Bảo vào, anh ơi em đơm ghê lắm mà, khẽ đơm nó đi ra nào. Đi Hà Nội quán hết bia à? Ôi trời, hết bia thì uống rượu anh ạ. Rồi anh em nha, cọt luồn vào đây này. Làm mình nước anh nhá, cho tình cảm nó đi lên này. Chị Kiều Lương này, em đấy, em ở gần chỗ chị đấy. Bảo ấy, để nó, nếu mà nó thích ôm cọt, để nó ôm ngược cọt cũng được, không sao cả. Đây, chủ yếu em đi đoạn này cho chị Kiều Lương phạt nó này. Nguyễn Bảo thả cho nó một con đường, Bảo ấy. Nếu bạn ý thích thì cho bạn con đường. Bảo anh em mình đóng cửa, nghỉ Bảo. Nghỉ đây, anh mua skin chưa vậy? Mua skin á, à? Skin này ở đây anh em. Skin này còn làm đấy anh em. Em cho anh Tống ca nha, rất chào anh trai. Bảo ơi, cho nó một con đường xuống đây đánh nhau luôn Bảo. Đi đi, kiểu trách trách ra tí rồi mở cho nó một con đường xuống đây, anh em mình quất nó luôn. Phải lừa anh em ạ, nhiều con nó, Phạm Kiên, nó chạy ghê. Để Kiều Lương anh vô bắt. Đấy, chị Kiều Lương của gọt anh em. Kiều Lương là khét luôn này, đừng đùa. Bánh dài cứ tia tia chị Kiều Lương gọt nha. Đó đó đó, chị Kiều Lương. Thế đi chị Kiều Lương ơi. Đúng rồi Bảo ơi, cho nó một con đường đi Bảo ơi. Lừa nó vào đấy rồi, tí nữa mình đơm cho nó phát. Đang dụ anh em. Dạ đang dụ nó để đi vào cái hướng kia. Em tránh dây Đặng Hoàng nhá, xin chào anh. Đây, lừa nó anh ạ, phải lừa. Lừa nó người anh em Nguyễn Bảo ơi. Ui, Bảo ơi, mở cho nó con đường to to tí. Phạm Tuân Anh, sư phụ ơi, dạo này đi đâu vậy, mạnh khỏe luôn dẫn đầu tốt nhé. Đã là mẹ vợ thì trên cả tuyệt vời rồi, chứ bố vợ đâu và sợ bị đấm. Được, 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 được nha mẹ, ăn Nguyễn nha. Ok, cũng là mẹ vợ còn luôn nha. Hello Tuấn Anh nha, anh rất chào em nha. Dạo này sức khỏe nó hơi đuối em trai ơi. Mến chào em trai của anh. Từ từ này. Đấy, chị Kiều Lương ơi, đó, em đây, em đây, em đây. Nó đang định ôm cọt nha, quỷ gây ơi. Đấy, 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 cọt đây, cọt đây, quỷ gây này. Đấy, đấy, nó đang định ôm rồi. Quỷ cay, quỷ cay, quỷ cay. Ui, đờm luôn, máu nhờ. Nhiều con nó máu ghê luôn đi. Rồi, chị Kiều Lương rồi. Đó, 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 lụm nó, lụm nó. Ui, trời ơi, anh em là vừa dọa chị Kiều Lương ấy. Nghe thấy. Bảo ơi, bảo nó lên, nó chuẩn bị lên nha, Bảo ơi. Nó chuẩn bị lên. Thề luôn, nó chuẩn bị lên. Kìa, 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 nó lên kìa. Kìa, đây, ui, giời, Bảo ơi, đi đâu vậy ông ơi. Ê, đây cơ mà. Ê, đây, nó lên rồi, nó lên rồi. Kìa, 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 kìa. Kìa, lừa nó đi, nó lên rồi. Đúng, 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 đúng. Ông Bảo, ông Bảo, ông Bảo, ông Bảo. Đúng rồi, cái góc này, góc này, góc chết nó này. Đây, 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 đi sát vào. Góc này, góc chết nó. Sợ nhất là nó ấy anh em ạ, sợ nhất là nó có zoom, là nó biết cái đoạn đấy nó hẹp. Nói thật luôn, nó biết đoạn đấy nó hẹp đấy Bảo à, nó có zoom rồi. Còn nói thiệt luôn là nó có zoom rồi anh em ạ. Top 1 luôn à, ok người anh em nhá, top 1 luôn người anh em Tuấn Anh nhá. Bảo ơi bình tĩnh nhá Bảo nhá. Đây quỷ cay, quỷ cay, quỷ cay. Ây nó khôn lắm. Nó khôn lắm, nó bỏ đi ngay anh em ạ. Quá khôn. Thiệt tình là con này quá khôn mọi người. Ôi thôi, ôi giời ơi. Quốc Khánh, map now the cot. Cùi cay, cùi cay, cùi cay, cùi cay ơi, cùi cay, đây 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 đây, cùi cay. Quay lại đây em ơi. Ăn vừa thôi. Ăn vừa thôi ông ơi. Đây mà, sắp chết đến nơi rồi, sắp chết đến nơi rồi người anh em. Đây 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 đây, đoạn này, đoạn này, đoạn này, đây. Đây đây cay ơi, quỷ ơi, quỷ ơi, quỷ ơi. Phạm Tuân Anh, tấm bố ăn vào giữ sức khỏe để còn gặp nhau nhé sư phụ. Ok em nhá, anh sẽ nghe lời em ra nhá. Ồ đấy, nó thả rồi. Ok quỷ cay. Bảo ơi là Bảo. Bảo ơi. Làm gì Bảo ơi? Ok hả? Quỷ cay làm gì để người anh em cu cu này, sao lại đơm xem cọt vậy?
Đấy còn đuổi theo cọt đơm luôn, khét thật đấy. Khét thật đấy. Đấy nhiều anh em người ta cứ đơm tem mình đấy anh em ạ. Xong rồi đến lúc không may quỷ bị tem mình đơm. Anh xài skin kia ít anh ư. À ok ok quỷ cay nha. Thì là xong rồi bị tem mình đơm lại kiện. Chịu luôn. Còn nói thật luôn anh em, đã là Việt Nam thì đừng đơm nhau. Có cái câu là bầu ơi thương lấy bí cùng. Cho dù khác giống nhưng mà nó chung một dàn anh em ạ. Đấy, nên anh em đã ấy rồi thì đừng đơm nhau Nguyễn làm bảo, gì cả. Anh em Việt Nam đơm. Đấy, anh em Việt Nam đơm luôn đây. Còn nói thật luôn, khá buồn, còn rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Thôi kệ đi mọi người ạ, có gì bỏ qua anh em nhá. Mình cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Đấy, lại lên top à, ok người anh em Thiên nhá, map mấy thế cọt à, có đang trên map 2 nhé cả nhá. Hàn Quốc Khanh, map nào thế cọt? Em đang trên map 2 Khanh ơi. Chúc anh Khanh như chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha. Con Thành ở đánh quá lét luôn, còn nói thật. Con Thành đánh nét cực kỳ luôn. Chị Kiều Lương em nhá. Em đây chị Lương ơi, em. Đấy, còn thấy không? À anh em thấy cọt không? Tin tưởng chị gái luôn, tin tưởng người anh em cọt luôn. Góc rất hẹp, vất vào. Ôi ôm biên rồi, thằng bé ôm biên rồi. Ủa nó đánh hay thế mà nó vẫn ôm biên nhỉ anh em nhỉ? Phạm Tuấn Anh, con vàng muốn gì vậy? Không biết luôn Tuấn Anh ơi. Ui thôi xong rồi, quá liều. Còn phải lấy được cái đường biên này. Lấy được cái đường biên này mới có cơ hội phạt nhau con này. Con nói thật, nào mình cũng lên xe bíp luôn. Đấy, 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 đấy. Đấy, từ từ nha. Hai con xanh này khác nhau không ta? Khác nhau, khác nhau. À, con xanh này khác con kia luôn. Được. Nếu nó khác nhau mình khóa vào đây là ok luôn đấy chứ. Đấy, khóa luôn vào đây. Khóa vào đây rồi bình tĩnh nha anh em ạ. Ui, tiếc thế nhờ, bên dưới kia con chết mà tiếc thế anh em. Đây, 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 qua được, qua được, qua được. Qua được anh em ạ. Qua được, nhưng mà nó không dài, cày thật. Qua được mà nó không dài anh em ạ. Thế mới đáng buồn, một điều đáng buồn luôn. Các bạn này vẫn cứ đi theo mình anh em ạ. Chết rồi. Bạn ấy ám sát mình rồi. Chết rồi. Đấy ép như này rồi. Có một con bên trong nó ép ra là mình chết luôn đấy. Mình không tỉnh là mình chết ngay. Ở đâu cũng gặp nguy hiểm. Ở đâu cũng có thể gặp nguy hiểm. Đó. Quận rồ này. Ui, quá hết các đầu rồi mọi người ạ. Ui, cử cay làm sao toang rồi cử cay. Chết rồi. Đi chậm nha mọi người nhá. Đi chậm không là hỏng luôn, hỏng luôn rồi. 4 triệu điểm mà top 13 cả nhà. Comment tương tác với bà Google mà không đọc 2 lần rồi à? Dạ vâng, em rất chào anh Tống Ca nhá. Hello anh trai. Xin chào. Phạm Tuấn Anh, con vàng là bạn hay be vậy sư phụ ơi? Be đây, khả năng be đây người anh em ạ. Không bạn rồi, be rồi. Be này be rồi, sắp chìm tàu rồi, cái be này sắp chìm rồi. Một ca mày đang ấy rồi, chết tôi rồi anh em ạ. Nguy hiểm đấy. Thương móm, hello God. Dạ em thấy anh thương móm nha. Rất xin chào anh trai nha. Ai. Wow. Từ anh em nhá, từ từ để giúp vào đây nhá. Mình tính để giúp vào đây nhá. Ô cái con này nó cứ cố tình nó dình đến đâu mình vậy trời. Ui đấy. Ôi giời, cuối cùng béo hết con xanh. Nước ngoài nó không đánh, nó cứ dình đâu mình với con cam anh em ạ. Thế mới đau gì. Cứ dình dập thôi. Từ từ nha anh em nhá. Còn luồn luồn vào đây. Phải thật chậm nha, con xanh nó đánh khá hay đấy. Xong rồi còn lại bị con cam kia nó đang ke ke nữa, đang me. Ui, có thức Tống mà... ca, rất chi mến chào cọt cùng cả nhà xem live vui vẻ. Mặt cười. Cảm ơn em rất chào anh Tống ca nha, nhưng mà quá nguy hiểm với em anh ạ.
liều rồi. Ui, rút quả uy tín đấy. Wow, không có đồ chơi rút quả quá uy tín anh em ạ. Đoan Lê, hello em trai, hello các tình yêu nha. Dạ em trai Đoan Lê nhé. Wow, con vàng tự nhiên đi chậm lại cay thế nhờ. Vàng đi nhanh là mình ôm rồi. Phạm Tuân Anh, chị Hu Hu chắc chưa ăn gì nên không đọc nhỉ? Có đấy, còn chưa ăn trưa rồi mà. Sáng thì chưa ăn gì, bữa trưa đã ăn rồi đấy anh em. Chị Kiều Lương ơi, cái đuôi của chị tí giết em luôn. Chị Lương ơi là, chị Lương ơi, cái đuôi của chị tí giết em luôn. Đi anh đi chị ơi. Trời ơi, thấy cái đuôi của mình chèn lên cái đuôi của cọt vậy là phải đi nhanh đấy chị. Anh em ơi, đừng chơi kiểu thế, có ngày chết cọt đấy nha. Mọi người phải để ý cái đuôi của mọi người ấy, nó đang nằm lên cái thân của cọt vậy, chết cọt đấy. Và đấy còn tí nữa là chết, không góc cái đầu luôn. Chết đấy là người ta cười cọt đấy anh em ạ. Cười, nhưng mà cười ấy, cười chị em mình ấy, không phải cười mình cọt đâu. Cười chị em mình luôn ấy. Tại vì tự giết nhau. Rồi, hỏng rồi đấy. Nó chỉ cần mất một nhịp đó là hỏng rồi đấy. Em tránh Đoan Lê nhá, xin chào anh Jay. Rồi từ từ, tí là bị cười đấy chị Nương nhá. Tí nữa thì nó cười mình ấy. Cho nó hở 10 cái răng luôn này. Mà răng thì hở, mà môi lại phải lạnh ngay. Tống ca, lại đá like rồi tập trung vào. Wow, từ 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 này. Em đang gặp nguy hiểm đấy Tống ca, thật sự của em đang gặp nguy hiểm á. Bạn cam này vẫn cứ rình rình thì bạn đơm mình hơi khó cho con. Để kèo lương cho anh ạ. Ok, sao mấy anh trai CG cứ chị Lương tình hình như nào mà cứ để mấy anh trai CG như kiểu muốn dí chị mày. Để kiểu lương đó cho anh cây cây. Ok, chốt đơn luôn nha. Em chào anh Gót luôn nha. Anh Gót đang top 8 luôn kìa anh em. Anh đang bây giờ con là xuống qua ấy. Đấy, mồi này anh em này. Hình như người anh em này cũng trong tem mình đúng không? Ăn đi. Ăn quỷ cay, ăn đi quỷ cay ơi, ăn đi, con chim lon ăn đi. Cọt to lắm rồi, cọt 4 triệu điểm rồi. Đối với cọt, lúc nào cọt mà có mồi rồi, cọt sẵn sàng nhường anh em ăn luôn. Anh em còn nhường mình được, anh em cho cả mạng mình được thì... Đây này, người cái cười anh em màu cam này đừng đơm cọt. Để cọt ôm con Thái Lan này phát vào việc luôn. Chứ anh trai hay là bạn này bạn cứ ấy còn khiếp chứ nhỉ. Tính mạng con rắn quan trọng như vậy. Nó như ở tính mạng người ai ông nào thì sẽ chết anh em. Khánh Linh, em đang ở viện nhìn anh chơi rắn là em đỡ mệt. À Khánh Linh đang viện rồi Khánh Linh. Ui anh chúc em mau khỏe nha. Gặp Giáp Gaming thì toang à? À ok em chào anh Khương Tân Duy nha. Hello anh trai Linh nha, anh chúc em mau gọi là khỏi bệnh nha, để được về gọi là với gia đình. Để lúc đấy còn này rắn chứ nhầy. Đấy, nghe mọi người tâm sự thế, cọt cũng thật sự là cũng thấy vui đấy. Mọi người thấy vui vẻ là cọt vui rồi. Cảm ơn em rất nhiều Linh nha. Lâu lâu các anh em có vài câu comment của thế, còn cảm thấy là tinh thần nó có phải là lên cao. Cao dã man con ngàn luôn. Lừa làm sao mà túm được con này nhá. Cảm giác cọt vẫn đang. Ồ vàng là sát rắn à. Điền đạm nha anh em nhé. Không vội. Huy Hoang, anh đi làm buổi đầu ngã trẹo chân đen như mực. Ui, sao vậy anh? Trời, ngã trẹo chân luôn anh. Hôm nay có tiêm doping gì không mà ngã được anh. Hôm nay em được về rồi. À, hôm nay được về rồi à. Ok em nha, về ăn uống giữ gìn sức khỏe nha. Khánh Linh, hôm nay em được về rồi à. Thật luôn, bây giờ này, cái bạn cao mà đang đi một cái đường rất là quyết định. Cái mạng sống của con xanh này phụ thuộc
Và cái bạn cam này, nếu chỉ cần bạn cam bạn nhường một con đường hoặc là bạn ý mở một con đường thôi, con xanh này chết luôn. Nó đang không ra được rồi, nó không có đường ra luôn. Thề. Xem mãi giờ mới để ý trên đầu có chữ CG luôn. Đó anh em, trên đầu có chữ CG luôn anh em. Anh chỗ bản quyền luôn. Chữ CG này trên đầu anh em này. Đấy, nhiều anh em không để ý đấy, còn thiết kế chủ yếu lại cho anh em để ý mà anh em lại không để ý. Thế buồn. Anh em để ý còn tí đi, thả like cho còn anh em. Phạm Tuân Anh, cuộc chiến phải có đồng minh nhỉ, sư phụ nhường anh em ăn là ok. Đúng rồi em, phải nhường chứ, anh em mình gọi là cái gì nhỉ, anh em mình là củ su hào anh em. Anh em mình là củ su hào là như nào anh em? Anh em mình là củ khoai tây đi anh em. Ăn phải chia nhau chứ. Giờ còn top 1 mà anh em cứ bé tí đi tí bên cạnh mình thì nghe nó tưởng nó không phải các bạn. Mà anh em thấy cọt bé ti anh em còn cho hẳn xác được cọt gì thì cọt Trương, mà lại cọt chỉ anh cách làm rắn vậy với. Làm rắn này anh dễ mà anh Phi Trương à, thật sự dễ đây, quá dễ luôn. Làm rắn này dễ mà anh. Anh thích anh ghép hình anh lên đấy cũng được. Thích anh ghép hình anh lên đây còn ok. Đặng Thị Thanh Hà, hello cọt. Dạ em chào chị gái Thanh Hà nha, rất chào chị gái. Đặng Thị Thanh Hà, chào cọt. Em chào chị gái Thanh Hà nha, hello chị ạ. Em cho anh Chiến cao nhá. Xin chào anh trai. Anh em cây khế. Cây khế anh em còn phải du côn đâu mà anh em cây khế. Còn là du đãng. Phạm Văn Thiên, anh em cây khế ha. Còn là du đãng lãng tử thì làm gì cây khế, cây khế gì cả anh em. Giờ làm sao mà để bắt được con xanh này khi mà bạn màu cam bạn cứ dị ở đấy. Khóa được thân rồi anh em ạ. Khóa thân khá lét luôn. Trần Tiến Dũng, hello. Em Trần Tiến Dũng nhỉ. Xin chào. Bình tĩnh thôi các bạn ơi. Các bạn ơi là các bạn ơi. Mẹ chào con rể, mẹ lên xe đây hẹn con buổi tối à. Ok mẹ nha. Mẹ về nhớ quà cáp con đoàn nha. À cái gì nhở? Quà cáp con cho nó gọi là đúng câu chuyện chứ nhở. Khi nào có dịp con gọi là cũng quà cáp mẹ lại, gọi là để mẹ con mình tạo mối quan hệ, gọi là quan hệ mẹ vợ. Nhưng mà khả năng là phải hai em gái là phải. Trương Minh Lý, hello cọt, dạo này cọt like không đều. Đúng, anh Minh Lý ơi, em chào anh Minh Lý nhá. Mẹ vợ có tới, lấy mẹ vợ tới rồi chị Tiết Bùi ạ. Nhưng mà có nói thật luôn, cọt vẫn tuyển con rể cho mẹ vợ nhá. Tại mẹ vợ hai cô con gái. Mấy nay đúng em không like đều thật anh Minh Lý ạ. Anh và mọi người thông cảm giúp em, qua tháng hôm nay đều lại. Tháng này thì nó đang còn đốt ngày hôm nay nữa thôi anh em ạ. Chắc sang tháng nào phải lại đều lại. Anh Hoa Thị Chi, em này anh ạ, à? Em đấy. Ai chả anh em biết cọt ở vị trí này rồi. Đấy. Đơm nó anh, đơm nó chứ đừng đốm em nha anh Hoàng nha, em bên trên đấy. Đang nửa đấy, nó đang nửa đấy. Đang lừa kiểu Bình Minh ơi dậy chưa đấy. Đấy, nó đang lừa. Đấy, nó đang lừa đấy. Trời ơi. Phạm Tài, anh có vợ rồi tham gia dự tuyển được không em? Được chứ anh. Người duyên che. Nếu mà thực sự là bản thân mình T
tên tài mà mình có tài thật là không hay vào vợ được anh à. Được mà, quan trọng mình có lo lắng được không, mình có quan tâm được không. Mẹ vợ em cực thoáng luôn, vào việc hết mẹ nhầy. Mẹ vợ em bảo là cái gì nhầy. Nhưng mà em hỏi thật, chị nhà có đang xem livestream không? Chị nhà có đang xem livestream ở đấy nha. Là đừng có em vậy nhá. Thế đấy, mai là cấm xem livestream em rồi, hơi mệt đấy. Làm cọc chèo ok anh Quân nha. Chốt luôn, cứ lâu lâu có bia là làm cọc chèo luôn. Liên tục tuyển nha, đây có cả cháu gái nữa. Hình ảnh con đã cho xem đàng hoàng ấy, con không phải là có cần này, cần xa đây này. Con không phải là vớ va vớ vẩn. Còn nói chuyện bằng câu chuyện thực tế, bằng hình ảnh. Người ta bảo có câu là chăm nghe không bằng mắt thấy mà. Đó đúng không anh em? Con đã cho anh em vừa nghe vừa mắt thấy rồi. Mắt thấy tai nghe rồi, quá uy tín rồi. Ui, khó vậy cũng đơm cọt, còn không hiểu cái anh bạn này, còn không hiểu là bạn ấy ghét mình hay gì đó, nhưng mà sao khó vậy, bạn cũng đơm làm gì ta. Mình thì chưa bao giờ mình có ý định mình đánh lại bạn, cho dù bạn đơm chết người anh em của mình. Không phải mình không bảo vệ anh em, mà mình không muốn cái sự hận thù giữa con game. Hà Nguyên Văn, hello hello cọt. Không muốn cái sự hận thù giữa con game, mà bạn cứ định dã mình, chết mình thôi. Em thành Thao Nguyên Văn nha, xin chào anh trai. Thế mà bạn đi đơm mình chết rồi. Em đi màu cam mà đấy cu Dũng ơi. À, Dũng ơi là Dũng ơi. Anh có làm gì em đâu mà em đơm anh thế. Mà trong khi khó thế em đơm anh vậy. Ok nha, rất chào Dũng nha. Lần sau anh em mình gặp nhau phối hợp bắt con này đẹp quá rồi gì. Dũng nha. Xin chào. Nói chung đơm cọt rồi. Phạm Tuấn Anh, chúc sư phụ luôn mạnh khỏe để gặp nhau đều nhé, 2030 nhé. Được. Gặp nhau đều luôn, 30 trên 30, ok, 30 trên 31 luôn anh em, 31 mà, 1 tháng 31 ngày mà anh em. 31 luôn nha, Tuấn Anh nha, anh em mình gặp nhau 31 ngày nha. Còn người anh em Cú Dũng nha, xin chào nha. Để sau anh em mình gặp nhau, nó phải phối hợp cho lét luôn nha Dũng ơi. Thì anh em đơm nhau, mấy con nước ngoài cười chết luôn đấy Dũng ạ. Nó cười Dũng cái gì, ít thôi, nó cười cả cọt luôn đấy. À em xem này anh em mới biết là ok em nhá. Lần sau cứ gặp làng đó là anh em mình ơi. Hello em. Em chào Bình Công nhá, xin chào. Sau khi anh à, không có gì Dũng ơi. Trời, anh em mình gọi là không va chạm làm sao mà là anh em được đúng không. Bây giờ là anh em ta đi khắp nơi để tìm ảnh hào quang luôn nhá. Rồi từ từ anh em này. Ôi kìa. Thôi xong rồi anh em ạ. Nó chạy khét quá anh em ạ. Wow, lại một người anh em vua rắn. Khét quá anh em. Khó nhờ. Anh Hoàng ơi, cố đục trong bên này anh Hoàng ơi. Con này rất khôn, con nói thật luôn, con này rất khôn. Vợ anh hỏi, thế anh cái gì đây? Nghỉ chơi à? Nghỉ chơi với anh rồi à? Mãi thật anh ơi. Anh mà nói thế là cẩn thận lần sau chị mà cấm xem livestream em là chết dở đấy, em nói thật đấy. Người phụ nữ người ta nhạy cảm lắm đấy. Nói thế là cấm xem livestream mà chết đấy anh nhá. Ôi thế chết em rồi anh Tài, chết em đấy nhá. Thôi anh em mình không làm cọng chèo được đâu nhá. Không chơi với em cọt à. Ok anh Tài nha, chết em đấy. Nói thế là chết em nha, đừng có ấy nha. Ui. Phạm Thanh Bình, thì anh còn nhớ em không? Thanh Bình ơi, thật sự anh rất nhớ em luôn ấy, Bình ơi. Bình ơi, anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi luôn. Bình ơi là Bình ơi. Mày còn kìa máu thật đấy, con nung đùa ấy. Trời ơi, cái con đung đùa móng thật đi rút hẳn vào đấy mà nó cũng đi rồi anh em. Lý, không biết team CG làm nên tội tình gì mà sáng giờ vào phòng nào. Đúng đấy, vào phòng mà không cẩn thận là cũng bị, cứ thế bị thọi luôn ý, đừng đùa. Mấy hôm em còn đâu rồi à? Còn nó ốm rồi anh à.
Ôi, được anh Hoàng ơi. Từ từ, nhưng mà từ từ thôi. Phạm Tuấn Anh, từ quá rồi. Tuyệt vời. Từ từ thôi, Tuấn Anh nhìn này, Tuấn Anh cùng anh em nhìn này, con sẽ phối hợp cùng anh Đặng Hoàng bắt sống con xanh luôn. Còn đấy thật anh em, bắt con xanh cho mọi người xem, đục biên rồi ấy. Đục biên rồi này. Khét đấy anh Hoàng ơi, từ từ nhá, anh cứ đi áp sát vào nó đi. Áp sát đẩy thân nó đi anh Hoàng, đừng nhường em vội, giờ không qua được đâu. Anh em phối hợp như trước đi, phối hợp kiểu ấy đi. Phối hợp kiểu sách giáo khoa đi, đừng thả lỏng cơ thể quá. Đúng đây, nó đơm ấy. Con này đơm khét đấy nhá, đừng đùa. Nó đơm khét lẹt luôn, đi đừng đùa. Ngọc Linh sao cười Linh, trời Linh ơi là Linh ơi. Cười gì nhờ. Cười gì nhờ, từ từ anh em này. Test em nhanh tài nha. Phạm Thiên, để tên thôi chứ có làm được trò trống gì đâu. Mình đây anh em ạ. Ai, bây giờ làm sao mà để ấy lên anh em. Đó, nó... Ui! Nó vào nó ke gọt luôn anh em ạ. À, bọn này nó xác định rồi. Xác định đơm gọt rồi. Nguyễn Bảo, em mở lên nè. Bảo ơi, thật luôn Bảo ơi, gọt sắp đi rồi Bảo ơi. Nghỉ lắm anh ạ, nếu bây giờ ôm được em nghĩ em chết lắm anh Hoàng à. Anh Hoàng ơi, em thì em tin anh rồi, nhưng mà em không tin cái thằng nó đang ke em, cái con nó đang ke em đâu. Quá nguy hiểm nha anh em nhá, thực sự rất nguy hiểm. Em không qua đâu, em biết là qua được nhưng từ từ đã anh ạ. Em phải đi chữ C lại đã anh Hoàng nhá. Em phải đi chữ C lại tại vì có con nung nua kìa, con nung nua đang ke mình bên góc dưới ấy. Con đây ke khét đấy, anh Văn Tân Chi ơi, anh ơi, con nung nua này, ke khét này, con có trái tim này. Giác lại thấy con đẹp trai rồi. Thật luôn, có đẹp trai nhưng không dễ dãi bạn ơi. Đúng anh em. Dễ dãi là chết dở luôn. Đấy, lại lâu lắm mình thấy anh Blue Bacati này. Đấy, cú giúp. Ô, cái cú giúp em phẹt con kia, cú giúp này. Không lên được. Đấy, mời anh em. Đấy, từ từ. Bình tĩnh, sắp ôm được con này rồi. Đúng sách giáo khoa này. Đấy, ui, có góc quay đầu rồi. Ông đặt tên là vua rắn Việt Nam thì ông này ke mình đi. Cứ ke mình thôi. Chết tôi bạn ơi. Ke làm gì? Bình ơi dậy chưa? Ke làm gì không biết vậy. Anh Hoàng ơi, em tin anh nhá, em tin anh ấy. Em tin cả anh Hoa Thanh Chi nữa này. Vào luôn anh em, tới luôn này, rồi tới luôn này. Anh em là nhìn pha phối hợp bắt ổ đi, anh em làm quả highlight bắt ổ luôn này. Wow, highlight bắt ổ luôn này. Ui, Bảo ơi, anh cũng rất tin em Bảo ơi là Bảo ơi. Thề luôn Bảo ơi, em là ánh sáng của cuộc đời anh Bảo ơi. Nhưng mà sao em rúc vào đây Bảo ơi. Ui, Bảo ơi. Ui, Bảo ơi. Bảo à, thật sự luôn. Thật không có sự hy sinh của Nguyễn Bảo là còn đi rồi đấy. Còn rất là biết ơn về pha thi đấu này nha. Thế nên là còn sẽ cố gắng hết sức này. Không biết còn giết được không, nhưng mà vì cái tinh thần gọi là tinh thần chiến đấu hết mình của Nguyễn Bảo quả đấy thì đúng là nó phải gọi là khét luôn nhá Bảo nhá. Ok anh em, nó phải như thế. Tối lửa tắt đèn. Cố lên anh ôm được thịt gửi máy bay em xin ít ăn cho khỏe. Được. Ok nha, bắt luôn này. Ok Bảo nhá. Thật sự người anh em Nguyễn Bảo đi vào quả đấy là hơi khó cho gọt nên Nguyễn Bảo thật sự là quá khó rồi chứ không phải hơi khó. Thôi nhưng mà xong gọt rồi. Xong gọt rồi anh em. Ôi. Ui. Tống ca, một L cho Bảo. Một like cho Bảo đấy anh em ơi. Nhưng mà thật sự luôn còn đang gặp khó. Còn đang rất khó luôn mọi người ạ. Ui, tại sao chúng ta lại có một cái pha nó khó như này. Em xin lỗi ạ. Sao lại em lại xin lỗi. Của đấy em mở anh con đường, anh phải biết ơn chứ. Và ok nhá Bảo nhá. Ok không sao này, anh em phải bình tĩnh này. Vẫn cứ là anh em tốt. Là anh em ta đi muôn khắp nơi để tìm anh Hào Quang luôn. Được có đó luôn này anh em này, phải đi thật chấp. Ui nhiều liều. Con này nó có live stream cơ mà nhiều con nó đến cứu thế nhỉ. Chắc nó cũng đại ca đại bàng gì bên Thái Lan rồi. Hai người anh em Mỹ Thuận này. Hello, xin chào. Anh Sài Gòn nữa đây. Em đấy.
Ui, Khánh Linh, được thì đăng video tang tên em nhé. Ok Khánh Linh nha, chốt đơn luôn. Anh em ạ, à, ui ui giời ơi, cái bạn Việt Nam bạn kè còn càng quá mọi người ạ. Cọt đâu có làm gì nên tội tình gì đâu mà vua rắn, cọt chưa bao giờ cọt nghĩ là cọt là vua rắn các kiểu luôn thật. Bạn này bạn nghĩ bạn là vua rắn thì mình cũng phong bạn là vua rắn luôn. Gì? Xê luôn. Tại sao bạn đánh qua mình ghét thế nhỉ? Dạ em chào chị gái Thúy Diễm nha, xin chào chị gái nha. Khét ở đấy, cu Dũng ép quả cẳng. Còn nổi hết ruột ra rồi, thật sự là như thế. Và phối hợp bắt đầu chém biên bắt đầu cực kỳ uy tín luôn. Hello Huê Quỳnh Nhai nhá, xin chào. Khen còn đẹp trai, đúng khen còn đẹp trai, vẫn còn bắt luôn ổ luôn. Kể được khăn, chỉ em tải game anh chơi ít. Được anh em. Anh em mà có bạn gái nào mà tầm khoảng, à có chị gái nào tầm khoảng 23, 24 tuổi là còn 19 tuổi là sẵn sàng là ở đây anh em ạ. Từ cứ từ thôi anh Hoàng ơi, cứ từ thôi, anh em mình phải đánh đúng sách giáo khoa. Ui vua rắn có đang top 4 đi nha. Đẳng cấp top 4 mà ke gọt khét thật đấy. Thật sự ke gọt khét quá anh em ạ. Anh ơi đừng đơm anh ạ, anh đơm phí cuộc đời đấy. Phí cuộc đời con rắn luôn đấy. Nhưng em đang gặp nguy hiểm không? Quá nguy hiểm. Gặp con này nó biết chơi đấy anh em ạ. Còn gặp khó khăn là do mấy cái bạn kia bạn ke gắt quá. Ui, ok. Ok, ghê thật. Cứ đi chậm nha mọi người nha, cứ đi chậm. Cứ đi chậm xem làm được gì nhau. Đừng làm nhau đâu bạn ơi. Một khi còn đã chữ C rồi thì chắc là nhiều con ép phết đấy. Với lại bên ngoài còn đang rất đông anh em hỗ trợ quả này. Rồi từ. Có cả Chí Phèo luôn này, người anh em Chí Phèo lâu lắm mới gặp nha. Mr. Chí Phèo. Không biết là đi tìm được thịt lở chưa gì. Cọt đây, cọt không phải Chí Phèo chứ cọt cũng đi Phạm tìm thịt lở nhá. Anh chào Ngọc Linh, hí. Ê, cọt, mai lên. Ý, ui. Xin chào. Ôi, người anh em lâu ngày không gặp mà sao không tay bắt mặt mừng thế nhỉ? Lâu ngày lắm rồi không gặp đấy. Tay bắt mực mừng tí coi anh em Chí Phèo ơi. Con nung tui nó ke em rồi, hỏng rồi. Lung tui. Thôi xong rồi. Khó cho gọt kê luôn. Nó ke căng quá anh em ạ. Nó biết ke, nó biết chơi đấy. Nó cũng rất là biết chơi luôn. Khó nha. Ôm quả cực khét mà bị khó đấy. Kêu thì được kêu gì đấy. Kêu luôn vua rắn đi kìa. Trời ơi, nhiều con ke quá anh em ạ. Không hề đơn giản đối với em cọt đâu. Hello bé Lúi nhà, hello anh, game này game gì ạ? Game này game uomate.io nha anh em. Còn biết là mọi khó khăn đều có thể giải quyết nhưng anh em phải bình tĩnh anh em ạ. Thật sự là chúng ta phải bình tĩnh. Quá bình tĩnh luôn. Sai một ly đi Lâm luôn. Lâm Sơn eo anh, hello anh Giai và cả nhà. Hello Lâm Sơn à nha, quả ôm đỉnh lắm Lâm Sơn à nhưng bị kè căng quá. Em chưa lên được à, lên phạt luôn con nung đua đi Bảo ơi. Khó. Quá khó để chăm lo luôn. Từ anh em ạ. Nguyễn Bảo, em chưa lên được. Ok Bảo ơi, phải từ đây. Đó, ui nó to lên này anh em, nó to lên này. Wow, nó kè. Quá gắt. Kè gắt đấy.
Từ từ anh Hoàng ơi, anh đừng toang, anh toang là áp lực ở khắp nơi luôn đấy. Tại con lung tui nó ke còn cắt quá. Áp lực ở khắp nơi nơi luôn anh em ạ. Anh chị em là chưa thả tim, giúp còn một tim nhá anh em, cho đỏ nhá anh em. Nguyên Võ, map nào đó cọt. Đã thành Nguyên Võ xong rồi, Chí Phèo ăn đi Chí Phèo ơi. Nhưng mà vua rắn anh em phải để ý nhá. Vua rắn anh em phải để ý đấy. Còn nó chơi map 2 nhá anh Nguyên Võ. Đấy. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Bắt đầu chuẩn bị là tăng tốc rồi. Chào bạn. Xin chào. Còn mà đi chữ C là cũng không phải dễ ăn được cỏ đâu. Ôm nó phải chắc lịch luôn. Nó tèo rồi. Đánh gọi đúng bình ơi dậy trưa luôn. Cậu cả, hello cọt NK. Hello cậu cả nha. Xin chào cậu cả. Vua rắn vẫn kè. Vừa rắn vẫn kè, chúng ta phải bình tĩnh. Tại vì cọt càng đi nó càng siết cái thân của cọt nó vào quá bên trong. Sẽ bị con bên ngoài nó đẩy vào. Lê Hoàng 22 xin chào em cọt nhé. Xin chào anh em 22 nha. Đó, để lừa đơm luôn. Hello anh em Lê Hoàng nha, rất xin chào bạn. Đấy, từ từ mở đất anh Hoàng từ từ này. Bô binh, 500 anh em CG đâu vào xé xác con trái tim đi. Cái tim là các bạn vua rắn đấy, thật sự là còn không muốn đánh nhau với Việt Nam đâu anh em ạ. Các bạn đấy, bạn ke mình thì mình phải chấp nhận thôi. Em thấy Vũ Bình nhá. Rồi, từ từ này. Hồ Phương, chú chơi chung mép với chú Tranh. Ok, xin chào Hồ Phương nhá, mình chào bạn. Ấy, chết kìa anh Hoa, tên kia, con kia nó toang kìa. Đó, con kia nó toang. Nó toang rồi, anh em cứ bình tĩnh thôi. Luộc hết, thịt. Idol thịt. Xuyên ca ca, cọt ăn đuôi nó đi cây. Không được đâu anh em, mà còn đang bị ép đây này. Nếu con đi nhanh, con sẽ mất đất và con chết. Chết luôn. Phạm Kiên, anh Hiền bảo alo em không được. À, alo từ sáng sớm ấy, anh cái alo vào cái Facebook kia của em đâu rồi, em có sử dụng Facebook đấy đâu. Em nhắn tin lại cho anh ấy rồi. Em biết rồi, kiểu như tối thì anh ấy không đi được anh kia à. Anh em thông cảm cho anh Hiền tí. Em biết hết mà. Tính cái gì. Đây. Từ từ đó bạn ơi. Từ đó bạn ơi. Đây, đợi cái đuôi này anh em này. Đợi cái đuôi con này. Kè gắt quá nhỉ. Ôi anh Hoàng ơi, sao vậy anh Hoàng? Trời ơi, sao lại tự sát rồi? Tuyết Bùi, con cam nó đang đục biên kìa cọt. Đang đục biên chị ạ. Nhưng mà em đang phải đi chậm này. Nhiều con nó muốn tấn công cọt quá anh em ạ.
Khuyên khuyên này. Giật à? Ok anh Hoàng ơi, em bảo sao lại tự sát vậy? Đặng Hoàng, giật. Phạm Kiên, đại ca ca mỏi tay ca ca. Mỏi tay, khả năng mỏi tay. Vua rắn sắp ép đến đến sáng mai à? Ok anh ơi, Khương gì ơi, không sợ anh ạ. Con cam nó rút vào đây nó mất xác rồi. Chỉ tuyết bùi này. Con cam mất xác ngay. Tôi nói bạn mà sống được quả này thì đúng là bạn quá giỏi. Tuyết bùi, con cam nhảy sông rồi. Nó túc vào kia nó bị nhảy sông rồi chị ạ. Không thể sống được, các bạn ấy không thể sống được mấy cái pha đó. Huy Hoang, còn nó bảo mày chơi đi tao đi chết đây. Mặt cười lộn ruột. Mày đi chơi đi tao chết đấy à? Ok Như Hoàng nha. Thời tiết này Như Hoàng bận nha. Ai nào bận đau chân hả anh? Bô Vinh, nó có bình oxy chưa còn? Nó có bình oxy chưa còn à? Anh Bình ơi, anh Bình à, em bảo anh ăn ở làm sao mà mất nick Facebook đấy anh Bình ơi. Ôi em thấy kết bạn lại, em bảo ủa sao cái nick trước có nick hay là nick pha ke? Sau thấy mấy anh em bảo anh mất nick Facebook. Quá đen rồi anh Phạm Tài, anh đang ở công trình đây. Cười duyên che miệng. Anh đang công trình à? Ok anh Tài nha. Trần Tiến Dũng, vô rắn ra biên cát. Vô rắn ra biên rồi anh Dũng. Hẹn anh Dũng nha. Ai ông anh vào xem này không chào anh em. Anh em thế đấy. Thế lúc nào cũng bảo anh quý em nhất. Ai chim rắn anh quý em nhất. Kiếm Ngọc, tại xem phim sex nhiều đó, cây. Gì đây? Thì thế này anh em này. Con này nó định ốp ngược lại cọt luôn anh em ạ. Nói thật luôn, cọt không ngại đâu. Không ngại va chạm với mấy con lung lùa ở đâu anh em ạ. Thích là chiến luôn anh gót này. Anh Hoàng Thanh Chi bật nó. Khuôn Giang Duy, anh Bình công an mật gió. Anh Bình công an mật à? Ui anh gót ơi, anh gót à, em gót mà. 34 gặp anh gót nha. Nguyễn Bảo, phim sex là gì vậy anh? Anh không biết em ạ. Không biết đâu anh em. Để còn bắt sống con này, còn chỉ biết bắt rắn thôi. Đó, nó nghẹo rồi. Không có ích anh em ạ. Buồn nhờ, không có ích luôn. Thanh Nguyên, chào gót. Em thấy Thanh Nguyên nha, xin chào anh.
không có ích khá là buồn luôn anh em nhờ. Huy Hoang lại được ông Goss mặt cười lộn ruột. Con nhảy xong luôn rồi. Gót bảo là à không, anh Gót nhảy xuống biển rồi, không xong nữa. Anh bảo lâu lắm anh không tắm biển, sắp đến ngày 3/3 anh ra anh tắm biển. Phạm Chị Tài ơi, ăn xong mới có ích em ơi. Ăn xong mới có đấy, rượu đen thật đấy. Em tránh Tuân Ba Giang nhá, xin chào anh. Chào em với ạ. Chào em với ạ. Ok, chào em trong đêm luôn. Anh em chưa thật like giúp mình một like nhé anh em. Ngày trong gió có tiếng của em. Nguyễn Bảo, cho em với. Đẹo nhỉ. Nha, nó con game này đôi khi nó rất là may mắn nha anh em nhé. Đôi khi là ấy một phát là có ích luôn, còn đôi khi chẳng có ích gì. Nắm lúc đánh kèo, nhất là lúc đánh Phương kèo. Giang Duy, chủ thớt phải bị nhân viên bo cho cô ra đờ cây cơ. Đây em còn đang không ra được luôn này. Còn kia kìa. Em chuẩn ạ. 36 kế chuẩn là được sách. Lùi một bước để tiến 3 bước. Sau đó sẽ tính tiếp. Trời con kia nghẹo à. Cũng không hề hiểu lý do sao nó nghẹo. Nguyễn Thiện, chào cháu. Chào chào chú Nguyễn Thiện nha. Em mình nó nghẹo luôn. Cho má ba em tình. Thăng trên vai. Mùi van, hello God. Hết anh 10 văn nhá, xin chào anh trai. Đây, giúp vào đây, giúp vào đây. Chưa có đường ra mọi người. Chưa có đường ra, chưa có đường ra. Thiên Taxi, hello cháu. Cháu chào chú Thiên Taxi nha. Lốp này. Không có đường ra được nhá. Phải có đường ra nè. Chúc liều nhé anh em. Còn có 6 giây này. Tống ca, top 4 chắc tay vào em ơi. Ok Tống ca, chắc tay để lên top 1 nhé anh. Em đang bị khóa đây chưa ra được. Phải có đường thì mới ra được anh em ạ. Không qua được rồi Bảo ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là có người anh em mở đường rồi đó. Hay quá nhỉ. Wow. Màu đẹp thế nhỉ. Ui rất đông Thái Lan luôn anh em ạ. Xem có cái cốc bia này anh em này. Làm vài cốc bia đi. CG Thọ Vlog, hello, chào CG Thọ, chúc bạn xem livestream vui vẻ nhé. Em chào anh Thọ Vlog nha, xin chào anh Thọ Vlog nha. Vlog, vlog, vlog.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Khuôn Giang Duy, hôm qua anh thả đấy ép xong đi châm thì có mà còn mét. Ok, cưng cưng gì nha. Đánh nhau với mấy con Thái Lan này đi anh em. Mấy con Thái Lan này anh em phẹt nó luôn đi còn gì nữa anh em. Lừa lừa nó lên, nổi cái đầu lên còn đơm luôn nhá. Nhưng không có đồ chơi anh em. Cái cay của mình là không có đồ chơi. Có đồ chơi thì mình nụm một cách đơn giản hơn. Nguyễn Thanh Sơn, hello cháu, mấy hôm nay sức khỏe không tốt à cháu? Dạ vâng, con chào chú Thanh Sơn nha. Qua tháng con nay lại bình thường chú ạ. Chúc chú buổi chiều vui vẻ nha chú Thanh Sơn ơi. Hai hôm nay em có con rắn đẹp vậy, chúc em may mắn. À dạ, em chào chị Quý Cô tuổi Dần nha. Hello chị gái nha. Xin chào chị. Quý Cô tuổi Dần, hai em hôm nay có con rắn đẹp vậy, chúc em may mắn. Vâng, cảm ơn chị gái nha. Đang không di chuyển được nữa. Ồ lô này. Lửa xong đêm đơm một này phát. Viên Lê, Sài Gòn đẹp chỉ khi nhiều tiền thôi. À, thành phố hoa lệ đấy phải không mọi người? Em cho anh Viên Lê nhá. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo đấy đúng không anh? Thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Bảo ơi, từ từ Bảo ơi, đấy đấy đấy, qua đi, qua được em này. Qua đi, quay lại đi. Qua đi Bảo. Qua đi đục biên con kia. Ở đâu nó quen ở đó mọi người, như kiểu còn đang ở quê, còn thích cái cuộc sống nhịp điệu ở quê. Phạm Thanh Bình, vừa nãy em gần anh mà chết mất. À ok Thanh Bình nha, xin chào. Chào Bình nha. Mình quen cái nhịp sống ở quê rồi nên mình thích. Chứ cứ không phải là ở nơi đâu sầm uất là mình thích đâu anh em. Ở nơi mà có gia đình, đấy. Có người mình thương là mình thích đâu anh em ạ. Đấy, bảo, đục biên bảo ơi. Uầy. Con kia nó làm khó khăn quá nhỉ. Cái con màu xanh này còn giật mình ấy, con xanh bé kìa. Giật hết cả mình luôn. Từ từ anh Sài Gòn nhé, em sẽ mở đất cho anh nhưng mà anh cẩn thận đấy. Cẩn thận cái con có hình bông hoa nhá. Bình tĩnh và điềm đạm rồi nhé. Con này dình đơm em ấy. Ôi chị khuyên sao nghẹo rồi kìa. Ôi thôi nó ke rồi bảo ơi. Mấy người anh em ơi, nó bảo nó tấn công cào rồi, nó không cho còn ra ngoài luôn. Chết tôi rồi anh em ạ. Nó bảo có đôi mày không được ra ngoài. Ui đây. Ôi xong rồi, anh Sài Gòn cái hẹo nữa thì đúng cuộc sống. Không giống với cuộc đời rồi anh em ạ. Khuôn Giang Duy, anh Sài Gòn hết đất. Đó, cuộc sống nó không giống với cuộc đời rồi anh ạ. Sống với cuộc đời nữa rồi anh em à. Con vàng đó Việt Nam đúng rồi anh ạ. Chiêu Trang, con vàng đó Việt Nam. Em nhìn được biết mà. Không những Việt Nam mà từng chơi với anh em mình rồi. Con này vào tìm lại em trả thù này. Chết mày này. Anh nhìn cách đánh anh biết mà. Thực ra là đối với em ấy thật sự luôn là thử khi nó cố tình đánh theo cách khác thì mình không thể biết được, nhưng mà đánh đúng theo cái phong cách bình thường đánh thì mình nhìn phát mình biết ngay.
Em chơi chiêu trần nhá. Ôi chết. Ui rồi, nó vẫn chết. Uầy, con này đơm khét vậy anh em. Đơm khét thế bạn Hiền ơi, bạn thân ơi là bạn thân ơi. Đơm khét thật. Khét làm gì rồi cũng trở về cắt bụi hết anh em nhỉ. Cắt bụi rồi lại trở về cắt bụi hết. Nope. Bạn này như bạn biết mình. Hay lắc đầu mình cực luôn. Con này đơm cháy đấy, con này đơm cháy đấy, không phải đơn giản đâu anh em. Đơm cháy đấy. Không đơn giản đâu. Bị khóa luôn đây đấy anh em ạ. Chết hết. Phương Giang Duy, anh cô biết chơi anh ăn ké thì số 1 CGKKK. Ăn ké được anh. Ăn ké là một nghệ thuật anh à. Và người ăn ké là một nghệ sĩ luôn anh à. Uầy, mình đơm nó mà cuối cùng thành nó đơm ngược mình luôn anh em ạ, cay thế nhờ, mất là người tốt bố rồi anh em ơi. Uầy, đuối quá. Còn offline nha anh em, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha, hẹn mọi người tháng sau nha cả nhà. Tối nay còn không live được đâu cả nhà, bye bye anh em nhá, lên live với mọi người một tí cho anh em đỡ quên mình, nó có tương tác tí anh em ạ, không mình nghỉ nhiều quá nó. Rất chi là không tốt anh em ạ. Bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem livestream. Còn hẹn anh em tháng sau đi mọi người. Bye cả. Ơi em người yêu còn ăn thôi độc thân cho mama em gần. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Ơi em má đỏ bùi hồng cho ăn mượn đất ăn trồng củ khoai lăng trên vai bước ra đồng ta đất tưng ta đằng ta đằng ta đằng tưng ta đằng ta đằng tưng tưng tưng. Chu Thực nhậu đi anh ơi. Ok Chu Thực nha. Nhậu mạnh luôn để bắt rắn chiều nhậu anh em. Bắt con rắn này chiều nhậu nhá. Hello anh em nhá. Làm tạm con màu xanh này chiều nhậu đấy anh em này. Màu chói không anh em? Cháy phết nhỉ, cái màu cháy phết nhỉ. Đây con. Hello con. Trời, con chào mẹ vợ nha. Đấy mẹ vợ phải chào con vậy, con sẽ đánh lên top 1 cho mẹ vợ xem luôn. Ở đâu lấy chim mẹ vợ vào chào văn nó phải rực rỡ, nó phải khắc bọt ngay anh em. Đấy, mẹ vợ thấy nào? Trời ơi, nó phải khắc bọt ngay. Mẹ vợ thấy quả xúc giác không? Quá tuyệt vời luôn, to và dài luôn. Đấy, mẹ vợ chú bảo thực, anh Kiên bảo không say không về. Ok anh Kiên nhá, chốt đơn luôn. Không say là không có về, mà có say thì không cũng không có về. Mẹ vợ bảo gửi quà cho con mà con đợi mãi không thấy mẹ vợ. Chết con rồi. Đấy mẹ thấy con vừa to vừa dài chưa? Khét chưa? Quá lét luôn anh em. Hello Trần Vân nhá. Xin chào. Em Tranh Hoàng Thiện nhá. Hello Quốc Phú. Hello my friend. Em Tranh Tuấn Minh Nguyễn nhá. Xin chào anh. Có say cũng không có về. Thì anh. Hello Nguyễn.